bạn đang nghe tác phẩm Lý Tổng Kiệt, lịch sử ngoại giao và tôn giáo triều Lý của tác giả Hoàng Xuân Hãn, được thực hiện bởi ban biên tập trang web vietsu.org năm 2023. Phần tiếp theo. Ba, đòi Quảng Nguyên, đào Tông Nguyên. Tháng 7 năm ấy, tức năm Đinh Tị 1077, triều Tống xét rõ công trạng của các tướng thuộc An Nam hành doanh. Quách Quỳ bị an trí ở Tây Kinh, còn Triệu Tiết vẫn được lưu lại coi Quế Châu, xung chức an phủ sứ Quảng Tây để đối phó với Lý. Tháng 10, sứ bộ ta tới biên, Tiết tâu rằng: người giao sai tụi Lý kế Nguyên tới biên giới cùng với quan ta bàn việc. Tôi muốn bảo quan ta lấy ân tín triều đình mà hiểu dụ cản đức, ra lệnh cho y trả lại những nhân khẩu đã cướp, rồi triều đình sẽ cấp đất cho. Vua Tống bằng lòng. Nhưng trong lời biểu của vua Lý có dùng chữ húy của triều Tống, Triệu Tiết không chịu nhận biểu và bảo sứ ta trở về chữa lại. Ngày 15 tháng 11, Tiết tâu: giao chỉ dâng biểu có phạm miếu húy, sứ giả đã về rồi. Vua Tống bảo cứ thu rồi tâu đệ về triều. Đầu năm sau, tức năm Mậu Ngọ 1078, vua Lý sai đảo Tông Nguyên trở lại đi sứ. Tông Nguyên đem theo 5 voi để cống và tờ biểu của vua Lý xin lại các đất Quảng Nguyên và Quang Lang. Toàn thư chép là vào tháng Giêng nhuận, Việt sử lược chép là vào tháng 2, còn Trường Biên chép là vào tháng Giêng như toàn thư. Lời biểu nói rằng: trích, tôi đã nhận được chiếu chỉ cho phép theo lệ tới cống, y như lời tôi thỉnh cầu. Chiếu lại đã sai quan thuộc Ti An Phủ định rõ cương giới và dặn tôi không được xâm phạm. Tôi đã vâng lời chỉ dụ, nay sai người tới cống phương vật. Tôi xin triều đình trả lại các đất Quảng Nguyên và Quang Lang. Hết trích. Đó là vào ngày 9 tháng 1, ngày Ất Mão, dương lịch là 25 tháng 1 năm 1078 theo Trường Biên. Chú thích: những châu mà Lý xin là Quảng Nguyên, Tư Lang, Môn, Quang Lang và Tô Mậu. Trong các văn kiện thường chỉ kể một vài tên để cho toàn thể. Và bây giờ quân ta đã lấy lại Quang Lang và có lẽ cũng đã chiếm lại Tô Mậu và Môn. Nhưng vua Lý vẫn xin kéo lại các châu ấy, cốt ý để tống cho Quảng Nguyên. Hết chú thích. Vua Tống trả lời: hãy đợi sứ tới kinh sẽ phân xử về cương giới. Tuy vậy, Ti Kinh lược Quảng Tây có kẻ không muốn để sứ tiến kinh. Ngày 22 tháng Giêng nhuận, Ti chuyển vận tâu rằng: trước đây sứ giao chỉ đến nhưng phải quay về vì trong biểu có phạm húy. Nay sứ đã trở lại và đã chữa biểu, nhưng viên câu đương thuộc Ti Kinh lược là Dương Nguyên Khanh chưa chịu thu nhận, sợ chúng ngờ vực là muốn ngăn chúng. Vua Tống liền bảo tụi Nguyên Khanh: phải nhận và gửi biểu về, sai người đưa sứ tới kinh. Còn như việc chúng đòi trả nhân khẩu và sự định biên giới thì hãy đợi phân xử riêng. Theo Trường Biên, quyển 287, tờ 19A. Vua Tôi Tống vẫn sợ ta có lòng phản chắc. Triệu Tiết xin tăng quân đóng ở Quế Châu cho được 5.000. Ti chuyển vận Quảng Tây xin tăng lương thực và tiền bạc. Quế Châu xin sai chúa trại Hoành Sơn tới đạo Đặc Ma mua ngựa và tới châu Ung Khâm kiểm điểm dân Khê Động và sai tập rèn võ nghệ. Vua Tống sai khuyến khích dân Thái xứ cửu đạo Bạch Y vì chúng đã chỉnh những việc thám thính được ở nước ta. Nhân bấy giờ có sứ Chiêm Thành tới Quảng Châu, Ti Kinh lược Quảng Đông không muốn cho vào kinh vì trích chúng đều vãng lai với giao chỉ, sợ có gian phi lẫn vào để thám thính. Hết trích. Trong khi sứ ta khó nhọc dẫn đàn voi đi biện kinh, vua Tống phê rằng: trích, sứ giao tiến tới kinh vì chúng mới cướp ta nên phải lo đề phòng. Khi còn ở dọc đường cũng như khi tới kinh, hễ chúng ra vào phải cắt người giám thị. Vậy phải viết thư cho Ti Kinh lược Quảng Tây và cho các viên hộ Tống phải mau mau báo cáo. Nếu dọc đường có xảy việc gì, Ti Kinh lược chưa kịp bẩm thì cứ việc thi hành. Hết trích. Đó là vào ngày 25 tháng 5 theo Trường Biên, quyển 289, tờ 18B. Tháng 6, sứ bộ qua lộ Kinh Hồ Bắc, viên chuyển vận sứ ở đó không đủ phu hộ Tống, xin phép bỏ tiền thuê phu cho đắt. Ngày mồng 2 tháng 9, đảo Tông Nguyên đã tới kinh xin dâng cống vật.
Triệu Tiết khuyên Tống Thần Tông đừng trả hai cho Quảng Nguyên và Quang Lang theo thời chính kỷ đời Tống và cũng theo Trường Biên. Ý Thần Tông cũng không bằng lòng trả theo Tống Sử quyển 14. Nhưng từ khi chiếm được Quảng Nguyên, Tống đã bị thất vọng lớn. Châu ở cách xa Ung 2.000 dặm, khí hậu lại độc, quân thú 10 phần chết mất 7-8 theo Tống Sử quyển 334. Mỗi lúc đến phiên đi thú ở đó, lính từ biệt vợ con như là sắp chết, cả nhà khóc lóc rất thảm thiết. Theo Đông Hiên bút lục, quân thú đảo ngũ hàng đoàn, có lúc có hai quân đội bỏ doanh trốn về nhà. Triệu Thiết nghe nói viết thư cho tướng chỉ huy chúng báo, quân đóng ở ngoài lâu ngày mệt nhọc, cho chúng nghỉ một tháng rồi bảo chúng trở lại. Lúc chúng về qua doanh, Tiết mời ăn uống, rồi gọi hai người đứng hầu mà hỏi vì sao bỏ ngũ. Chúng đều trả lời, chỉ vì đi thú lâu ngày ở nơi nước độc cho nên nhớ nhà. Tiết nói, mẹ ta già 80 tuổi, ta muốn về thăm có được không? Lập tức sai chém hai người ấy và phạt tội bọn kia phải đánh và đẩy đi châu khác. Theo Trường Biên quyển 291 tờ 7B. Các viên chức ở Quảng Nguyên lần lần ốm chết. Từ ngày mồng 1 tháng 3 năm Mậu Ngọ, tức năm 1078, Đào Bật đã cáo ốm và xin đổi, hay về hưu nếu không có chỗ để đổi đi. Vua Tống sai Tiết khám thật và bảo chọn người khỏe mạnh thay thế để Bật về nghỉ ở Quý Châu. Bật được đổi và thăng chức nhưng ốm chết vào tháng 11 năm ấy. Vua Tống hỏi ý kiến Triệu Tiết thì Tiết khuyên giữ lấy Quảng Nguyên và Tư Lang. Đó là vào ngày mùng 1 tháng 8, theo thời chính kỷ và cũng theo Trường Biên quyển 300 tờ 12B. Triều đình cho đất Thuận Châu là vô dụng. Vua Tống bất đắc dĩ phải trả lời sẽ trả cho vua Lý, nhưng hoặc muốn giữ thể diện, hoặc để khỏi bị chỉ trích, hoặc vẫn muốn theo lời Tiết. Tống Thần Tông đòi ta trả trước các tù binh và nhân khẩu đã bị bắt. Tống Sử còn chép lời chiếu trả lời cho Lý Nhân Tông như sau. Khanh đã được triều đình cho coi cõi Nam Giao, đời đời được ban vương tước. Thế mà Khanh đã bội đức phụ mệnh, tới cướp phá các biên thành, đã bỏ lòng trung thuận của cha ông, làm phiền quân triều đình phải đi chinh phạt. Đến lúc quan quân vào trong cõi, thế bức rồi Khanh mới quy hàng. Xét tội thì Khanh càng đáng bị chất chức. Nay Khanh đã sai sứ tới cống, dâng lời rất kính cẩn. Xét rõ tư tình, chấm thấy Khanh đã biết hối, chấm vỗ về vạn quốc không kể xa gần, nhưng Khanh phải trả các dân khâm ung mà Khanh đã bắt đưa đi xa làng mạc chúng. Đợi khi nào Khanh đưa chúng trở về hết, chấm sẽ lập tức lấy các châu Quảng Nguyên ban cho Khanh. Theo Tống Sử quyển 488. Đào Tông Nguyên đệ lời vua Lý, hẹn sẽ trả 1.000 quan lại bắt ở Ba Châu Khâm Liêm Ung, theo Tống Sử quyển 488. Tống Thần Tông lại đặt ra một điều kiện mới là phải phạt những kẻ cầm đầu gây việc chiến tranh. Sách Trưởng Biên chép rằng ngày 12 tháng 9, Tống Thần Tông hạ chiếu nói, giao chỉ quận vương Lý Cản Đức bằng lòng trả những người đã cướp ở Ba Châu Ung Khâm Liêm, thì theo lời Khanh đã xin lấy các châu Quảng Nguyên, Tô Mậu và huyện Quang Lang trả lại cho, nhưng phải đem các thủ lĩnh đã gây loạn đến biên giới xử. Đó là vào ngày Quý Vị, dương lịch là mùng 1 tháng 10 năm 1078. Thế là Tống đòi Lý xử tội nhân chiến tranh, mà tội nhân ấy chính là ám chỉ Lý Thường Kiệt. Vua Lý trả lời rất tường tận, đó là theo chú thích ở sách Trưởng Biên, nhưng sách ấy nói, bản Thực Lục Cựu Kỷ chấp lời đáp rất rõ, bản Tân Kỷ bỏ đi. Chú thích: sau khi Chiết Tông lên ngôi, Triều Tống sai các sử quan Phạm Tổ Vũ, Triệu Ngạn Nhược, Hoàng Đình Kiên soạn Thần Tông Thực Lục. Năm Tân Mùi 1091 soạn xong, bây giờ đảng phái chống Vương An Thạch cầm quyền, cho nên Thực Lục Thần Tông phỉ báng An Thạch. Đến năm Quý Dậu 1093, Chiết Tông thân chính phái Tân Pháp trở lại đắc dụng, cho nên sai rẻ An Thạch là Thái Biện, soạn lại Thần Tông Thực Lục. Tháng Chạp năm Giáp Tuất, tức là vào đầu năm 1095, biện soạn xong, các sử thần soạn bản Thực Lục cũ đều bị an trí, vì vậy nên có hai bản Thần Tông Thực Lục, Cựu Kỷ và Tân Kỷ. Hết chú thích. Nay sách ấy không chép lại, ta rất tiếc không được biết lời lẽ thư trả lời ấy, nhưng ta cũng đoán được rằng Lý không nhận đem sử thủ lĩnh gây loạn, mà vì thế phái bộ đảo Tông Nguyên lần này không đem lại được một kết quả thực tế gì về việc đòi đất Quảng Nguyên, ngoài lời hứa của hai bên. 4. Tống Trả Nhượng Địa.
Tuy Tống lấy giọng bể trên đối với vua Lý, nhưng bể trong Tống vẫn sợ ta uy hiếp biên thùy. Đối với sứ bộ đảo Tông Nguyên, Tống tiếp đãi rất tử tế. Bấy giờ sứ Chiêm Thành cũng vừa đến đưa voi từ Quảng Châu tới Cống, tới Quảng Châu từ tháng Chạp năm trước theo trường biên. Sứ Chiêm sợ gặp mặt sứ ta, vua Tống tỏ vẻ lúng túng vì biết rằng ta tự coi Chiêm Thành như phụ thuộc trực tiếp nước ta, bèn sai xếp đặt làm sao cho hai sứ bộ không chạm mặt nhau và để tỏ rõ rằng Tống ưu đãi sứ ta hơn sứ Chiêm. Vua Tống dặn các viên đón tiếp rằng nhà ở nơi ăn yến đều để riêng, gặp ngày sóc thì hai phái bộ đều đến điện Văn Đức, nhưng chia ra đông tây mà đứng. Ngày vọng thì phái bộ giao chỉ vào điện Thủy Cùng, phái bộ Chiêm Thành vào điện Tử Thần. Ngủ và đã yến thì sứ giao ở điện Đông Hóa, sứ Chiêm ở Tây Vu. Tống Thần Tông bây giờ lo việc biên thủy miền Bắc hơn miền Nam. Tháng 8 năm ấy, tức năm Mậu Ngọ 1078, đổi Triệu Tiết đi coi Thái Nguyên và bổ Tăng Bố thay. Nhưng viện khu mật xin Lưu Tiết coi Ti An Phủ, tuy rằng bố đã đến Quế Châu. Đó là vào ngày 12 tháng 9 theo trường biên quyển 292 tờ 4A. Trong khi ấy, nội tình ở Quảng Nguyên cũng như ở các biên trại vẫn khó khăn và bối rối. Đào Bật ốm nặng. Ngày 28 tháng 10 phải sai Trương Chi Gián thay coi Thuận Châu, Bật không kịp về, tháng sau thì mất. Ung Châu bị tật dịch, hỏa tai luôn luôn. Người đương thời hay tin những điềm gở, khi thấy một tượng Phật ở Ung Châu tự nhiên động, dân gian lo sợ vì trước quân Lý vào đánh Ung Châu cũng đã có điểm ấy. Vua Tống sai lập Thủy Lục Đạo Tràng để cầu phúc cho những oan hồn tử sĩ và giao cho Tăng Bố bàn có nên rời thành Ung hay không. Mà điểm xấu không phải ngoa, các doanh đồn, kho trại ở Ung Liêm, Vĩnh Bình, Thái Bình bị cháy, rất nhiều lương thực, khí giới bị tiêu hủy. Theo trưởng biên, phải chăng chỉ là sự tình cờ? Một mặt khác, thấy Tống lần nữa không muốn trả Quảng Nguyên, Lý Thường Kiệt xui dân Châu cướp phá. Ngày 21 tháng 4 năm Kỷ Mùi 1079, Ti kinh lược Quảng Tây Tâu, dân man cướp Thuận Châu xin đưa quân dẹp. Vua Tống phê, có thể đưa cả đạo quân đoàn kết ở Đàm Châu đến Quế Châu tạm đóng để trấn tĩnh lòng dân ở Lưỡng Quảng, cho chúng khỏi khiếp sợ, đợi lúc biên sự yên quân ấy sẽ trở về chỗ cũ. Cầm đầu quân giải phóng ấy có Nùng Chí Xuân coi động Cung Khuyết. Chí Xuân có lẽ là dòng Chí Cao, vốn đã theo Tống và được ban chức nội điện Sùng Ban. Bấy giờ, Chí Xuân thông với họ Ma, coi vùng Bắc Cạn ngày nay. Ma Thuận Phúc coi động Vũ Lăng, tức đất Bắc Cạn. Và Hoàng Phu họp quân cùng Nùng Chí Xuân đánh Thuận Châu. Theo trường biên, quyển 298, trường biên quyển 300 chép là Ma Trọng Phúc. Các tù trưởng trung thành với Tống chống lại, trong bọn ấy có Linh Sùng Khái, coi Châu Cát Lộng, có lẽ cũng là đất Cổ Lộng ở phía bắc vùng Ngân Sơn phía nam Cao Bằng. Xem chương 10 phần 7. Chú thích: trưởng biên quyển 411 tờ 5B lại chép rằng năm Mậu Thìn, sau khi trả Thuận Châu cho ta, Linh Sùng Khái chạy vào đất Tống, được Tống cho coi động Hoài Hóa. Tống thường công liệt vào hàng sứ và đổi động Hoài Hóa ra Châu. Hết chú thích. Nùng Chí Hội coi Châu Quy Hóa cũng đem 2.000 quân tới cứu Thuận Châu. Chí Xuân thua chạy xuống miền Nam cầu viện với vua Lý. Lúc trở lại thì bị viên coi Đống Châu là Hoàng An Cao giết, vợ con và đồ đảng cũng bị bắt. 3 tháng sau, Ma Thuận Phúc và Hoàng Phu cũng bị bắt và đẩy đi xa. Lý Thường Kiệt hình như cũng không muốn gây việc chiến tranh to, cho nên việc khởi nghĩa ở Quảng Nguyên cũng tạm bỏ. Nhưng các quan Tống ở Quảng Nguyên lần lượt chết bệnh. Vua Tống thương xót truy ân cho viên quyển phát Vương Cảnh Nhân, viên đô giám Trương Cát, viên đô giám Dương Nguyên Khanh, viên tuần phán Lưu Tử Dân. Đó là vào tháng 10 theo trường biên quyển 300, tờ 9B và tờ 12A. Viên kiểm hạt Trương Thuật và viên đồng tuần kiểm Ngô Hạo. Đó là vào tháng 11 theo trường biên quyển 301. Các người ấy đều chết bệnh sốt rét ở Quảng Nguyên. Lính thú thì mỗi năm cắt tới 3.000 mà chết 5-6 phần. Đó là lời của Triệu Tiết nói, theo Tống Thần Tông Thực Lục và Trường Biên. Vua Tống phải đặt lệ ban tiền tuất cho con cháu những tử sĩ một cách rất hậu. Cuối cùng Triệu Tiết cũng nhận rằng không thể giữ được Châu Quảng Nguyên. Nhưng trong triều còn có kẻ luyến tiếc. Vua Tống nói,
Vì Cản Đức đã phạm thuận, ta mới sai quân đi hỏi tội. Quách Quỷ đã không đánh lấy được kinh đô nó, mà nay Thuận Châu là đất Lam Chướng, triều đình được đất ấy cũng chưa có lợi. Lẽ nào lại còn tựa mình xua thú binh vào nơi nước độc? Một người bị chết chấm còn thương xót, huống chi trong 10 người chết mất 5-6. Theo Thời Chính Kỷ và cũng theo Trường Biên quyển 300, Miêu Thị Trung cũng bản nên bỏ nhưng không muốn chính thức trả lại cho Vô Lý. Y nói: các đồn trại thuộc Thuận Châu ở sâu trong đất giặc, chở lương vào đó rất khó, thú binh đóng đó 10 người chết 8-9, vậy ta nên bỏ đi. Nhưng mà Thuận Châu vốn là đất cơ mi của châu ông, chứ không phải thuộc giao chỉ. Vua tôi Tống nhất định trả đất Quảng Nguyên, chỉ chờ cơ hội có thể trả mà không mất thể diện mà thôi. Cơ hội ấy sắp đến, không lấy sự Tống Yêu Sách xử tội mình làm giận, Lý Thường Kiệt sai đem trả một ít tù nhân gồm đủ gái trai già trẻ. Các tù nhân ấy được đưa từ Nghệ An về bằng đường thủy, cửa thuyền đều bị chát bùn kín, trong thuyền đắp đèn đuốc luôn để tù nhân không biết ngày đêm thế nào và cũng không thấy đường xá. Mỗi ngày chỉ cho thuyền đi chừng 10 đến 20 dặm rồi bắt đậu lại. Quân lính canh thuyền giả đánh trống cầm canh, ngồi trong thuyền nghe canh, tưởng chừng đi trong vài tháng mới tới nơi. Theo Tống Sử quyển 488. Ngày 13 tháng 10 năm ấy, tức năm 1079, Ty Kinh Lược Quảng Tây tâu nói giao chỉ đã đưa trả 221 người dân đã cướp. Theo Tống Sử quyển 488 và Trường Biên quyển 300, Tống Sử quyển 488 và Trường Biên quyển 300 chép số ấy, còn Trường Biên quyển 349 thì chép là 206 người. Tuy Lý trả không đủ số 1.000 quan lại như đã hẹn và tuy đã khắc chữ vào mặt và tay tù nhân, xem chương 7 phần 9, Tống Thần Tông cũng vin vào cơ hội mà phán rằng: hãy nhận tù nhân và bỏ Thuận Châu, lấy ban cho giao chỉ. Đó là vào ngày 13 tháng 10, ngày Mậu Tuất, dương lịch là mùng 9 tháng 11 năm 1079, theo Trường Biên quyển 333. Tuy lời chiếu chỉ nói đến đất Thuận Châu, nhưng kỳ thật thì Tống trả tất cả 4 châu, một huyện mà quân Quách Quỷ đã chiếm: Quảng Nguyên, Tư Lang, Môn, Tô Mậu và Quang Lang, theo Tống Sử quyển 488. Tuy vậy, quan Tống đã đề phòng sự trả đất này, cho nên trước đó đã bớt lại những châu Động, Nguyên thuộc Ung Châu mà sau sát nhập vào Thuận Châu. 6 tháng trước, Ty Kinh Lược Quảng Tây nói: những Động như Cống thuộc châu Thuận An, trước là thuộc Ung Châu, sau khi lấy được Quảng Nguyên mới nhập vào đó, vậy xin đem nhập lại Ung Châu. Vua Tống bằng lòng, Tống trả đất nhưng đã di dân vào đất Tống. Một năm sau khi có chiếu trả Thuận Châu, viên coi Ung Châu là Lưu Sơ Tâu đã rời 9.929, đã theo ta và ở các động gần trong để dễ đàn áp. Dân rời tới Tả Giang thì giao cho các viên tuần kiểm Nùng Bảo Phúc và viên coi Giang Châu Hoàng Thiên Hưng quản. Dân rời vào Hữu Giang thì giao cho các viên coi Điển Châu Hoàng Quang Sánh, viên coi Đống Châu Hoàng An Định quan sát. Vua Tống bằng lòng, đó là vào ngày 22 tháng 10 năm Canh Thân 1080, theo Trường Biên quyển 308. Năm dư luận. Đến đây là chấm dứt cái chính sách của Tống muốn chinh phục nước Đại Việt. Nào hai bên huy động quân dân hàng chục vạn, nào biện luận trong gần 4 năm. Kết quả là Biên Thủy trở lại như trước năm Ất Mão 1075, thế mà Tống đã thiệt hơn 20 vạn người. Đối với nước ta tuy có thể nói không được thua gì, nhưng thật ra nếu ta để Tống tấn công trước, chưa chắc quân ta đã bảo toàn lãnh thổ được. Vậy cho nên chính sách ngoại giao của Lý gồm 3 thời kỳ là tấn công, cầm cự để đến đình chiến và điều đình. Có lẽ là con đường độc nhất mà một nước nhỏ phải làm để đối phó một nước lớn, lăm le muốn nuốt mình. Xét lại cuộc tấn công của Lý Thường Kiệt không những là táo bạo mà ta có thể nghĩ đó là vong mạng, dễ dàng đem lại những ảnh hưởng ta hại vô cùng cho nước ta. Nhưng sự hành động của ông đã thành công, ấy vì ông đã quan sát tường tận tình hình, quyết định rõ ràng kế hoạch, khiến nên trong lịch sử nước ta có một võ công phi thường để dấu chân người Đại Việt lên đất xưa vua Triệu. Đời sau không có khi nào người nước ta có dịp diễn lại một cuộc tranh hùng như vậy. Tuy rằng hình như Nguyễn Huệ có lúc muốn noi theo gương Lý Thường Kiệt, nhưng vì chết yểu nên sự không thành. Không biết câu ca dao: nực cười cho chấu đấu xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng. Sinh ra từ đời nào, nhưng nó có thể tóm tắt như hoạt họa khoảng lịch sử oanh liệt này của nước ta. Tuy về vật chất, sự thắng lợi của chính sách Lý Thường Kiệt chỉ có tính cách tiêu cực,
Nhưng về tinh thần thì trái lại, nó đã làm tăng thanh thế nước ta lên nhiều, buộc Chiêm phải sợ và Tống phải nể. Đối với Tống, sự thất bại trong chính sách Nam Thủy có ảnh hưởng rất lớn. Như ta đã thấy, ảnh hưởng đầu tiên là cuộc tấn công của Lý Thường Kiệt làm cho kẻ chủ mưu Vương An Thạch bị đổ và kéo đổ theo cả một công cuộc cách mạng về tư tưởng, chính trị, tài chính và kinh tế của hoàn cầu. Ảnh hưởng thứ hai là người nối ngôi An Thạch là Ngô Sung cũng vì thất bại trong cuộc tấn công ta nên cũng bị gièm pha và đổ. Phê bình chung về chính sách Tống ở Nam Thủy đã có lời Ngụy Thái, em vợ Tăng Bố, trong sách Đông Hiên Bút Lục, Thái viết: từ khi bọn Tiêu Chu đến kinh lược Quảng Tây, hoặc nói dối giá để lừa trên dưới, hoặc không phòng ngữ dân ngoài, để đến nỗi bốn đồn trại bị hãm, Quách Quỷ lại do dự, đến nỗi cũng không giữ nốt được Quảng Nguyên, cuối cùng phải bỏ đi. Dân bị bắt thì 10 phần chỉ được trả có một, thế mà triều đình tốn hàng vạn, dân lưỡng Quảng từ đó phải khốn đốn. Theo Đông Hiên Bút Lục quyển 8. Những kẻ chỉ có óc trào phúng không nghĩ rằng Tống Thần Tông phải trả đất Quảng Nguyên là không giữ nổi. Chúng chế nhạo vua Tống bằng hai câu thơ. Theo Toàn Thư trang 1084: nhân tham sao chỉ tượng, khước thất Quảng Nguyên kim. Nghĩa là vì tham voi giao chỉ nên mất vàng Quảng Nguyên. Chú thích: một dư luận quan trọng khác là lời Tô Thức, tức Tô Đông Pha, tâu can vua Tống chiết Tông đừng dùng thầm khỉ. Nguyên Khỉ và Lưu Dị bị biếm và có nghị định về sau không được lục dụng nữa, nhưng Di được khôi phục chức vụ ít nhiều. Khi chiết Tông lên ngôi định xá tội cho Khỉ, Tô Thức dâng biểu nói: tôi thấy từ đời Hy Ninh, Vương An Thạch được dùng, bắt đầu tìm lập biên công, sinh hiểm thù với các Man Di, Vương Thiểu dâng việc Hy Hà, Trương Thuần xui việc Ngũ Khê, tức vùng Mai Châu Phúc Kiến, Hùng Bản gây việc Lô Châu, tức vùng Tứ Xuyên. Thẩm Khỉ và Lưu Di thấy vậy cũng bắt trước kết oán với Giao Chỉ, binh dùng liền liền gây ra họa lớn, quân chết đến 10 vạn người, cả nhà Tô Giàm bị hóa ra bùn cho, đến nay lưỡng Quảng bị đau thương chưa khỏi. Tiên đế đầu muốn giết hai người ấy để tạ thiên hạ, nhưng Vương An Thạch hết sức che chở cho nên chúng mới khỏi mất đầu, thế là đã may lắm rồi. Đến năm Nguyên Phong thứ 6, tức là ngày 24 tháng 3 năm Quý Hợi 1084, có thánh chỉ định rằng Thẩm Khỉ đã phạm tội nặng không được lục dụng nữa. Thiên hạ chuyển tụng tiên ấy và cho là đáng, đó là lời tiên đế không thể đổi được, vậy không nên vì tức vị mà ân xá. Thẩm Khỉ và Lưu Di đều có trách nhiệm đối với hàng 10 vạn sinh linh, tuy có bị kiểm hãm suốt đời cũng chưa trả đủ nợ. Gần đây chỉ vì Lưu Di hơi được dùng mà Khỉ không biết tự lượng, dám ngỏ lời kêu và đổ lỗi cho Di, vin lẽ nọ kia để mong được dùng. Theo ý tôi thì việc An Nam là do Khỉ gây mối mà Di nối theo, phép có thủ phạm, tổng phạm. Di còn là kẻ siêng năng, học thuật còn có chỗ dùng được, còn Khỉ thì nhân cách ti tiện, làm việc xu nịnh và nham hiểm. Sự triều đình dùng Di đã làm mất tín đối với công nghị, huống nay lại dùng Khỉ, thật không có lẽ gì ân xá Khỉ. Theo Trường Biên quyển 373 tờ 4A. Hết chú thích. Các bạn đang nghe tác phẩm Lý Thường Kiệt, lịch sử ngoại giao và tôn giáo triều Lý của Hoàng Xuân Hán. Chương 72, khôi phục đất mất, còn tiếp.